Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay mình lên giao lưu hai cây kính, một cây kính Oen và một cây kính Mickey 18K. Đầu tiên là cây kính Oen, nó có lẽ là quá là quen thuộc đối với anh em rồi. Cây này giá giao lưu của mình là 14 triệu. Cây Mickey vàng mới đúc 18K. Cây này bằng vàng đúc 18K, cây này giá 25 triệu. Hôm trước thì mình đã bán một cây Mickey vàng 18K của Nhật, cây xẻ cước, còn cây thì ba mảnh. Hôm trước mình bán cây xẻ cước và cây xẻ cước đã giao lưu rồi. Đây là cây ba mảnh. Đối với dân văn phòng thì đây là một cái sản phẩm nó khá là dễ chịu, nó dễ rất là dễ đeo. Anh em có thể nhìn thấy cái gọng của nó khá là mảnh và nó xoắn thừng, trông rất là đẹp. Cái ba mảnh này thì rất là tiện lợi, bởi vì khi mà cái size mặt của mình là to hay nhỏ 58, 60, 62 thì khi mình cắt kính thì cái nhà kính họ sẽ cắt cái chiều ngang của mình nó phù hợp với lại cái khuôn mặt của mình, to nhỏ nó đều ok hết. Và cái điểm đặc biệt là của nó trên cầu của chiếc kính này nó triện K18 ạ. Nó có chỉ 3 triện ạ. Triện trên cái thân này cũng K18 ạ. Và cái điểm cua đây, cái điểm gấp khúc cua này bên trong nó cũng triện K18. Có nghĩa là toàn cái kính này là nó bằng điểm nào nó cũng triện bằng vàng. Cái chuôi của nó này thì anh em nhìn thấy rồi, chuôi giống chuôi nhựa nhưng mà nó kiểu màu đá. Đặc biệt anh em xem kỹ cái chuôi của nó, nó là giống như kiểu dạng xoắn thừng, nó rất là đẹp, nó đeo rất là sang trọng. Cái này giá giao lưu là 25 triệu. Nó rất là dễ đeo. Và tất nhiên rồi, nó ít vàng hơn đấy so với cái cây này mình đang đeo. Cây này của mình đang đeo nó cũng là cây vàng 18K. Cây này mình chưa giao lưu, cây này mình đã lắp mắt kính cận của mình và mình đeo. Có thể là một vài ngày tới mình sẽ mua một cây Cartier. Cây Cartier đó nếu mà mình mua về thì mình chắc mình chỉ giao dịch trong một hôm. Nếu mà không giao dịch được thì mình sẽ giữ lại cây Cartier đeo và sẽ bán lại cây này. Tất nhiên là Cartier thì anh em biết rồi, những cây Cartier thì giá trị của nó rất là lớn. Cái giá trị về thương hiệu đấy, khi mà người ta nói đến Cartier thì cái giá trị của thương hiệu nó rất là lớn. Đối với những cây ba mảnh, những cây chuôi gỗ của nó cũng, nếu mà anh em mua ở những cửa hàng thì nó cũng loanh quanh gần 50 triệu. Còn nếu mà đối với vàng đúc thì nó rơi vào khoảng gần 150 triệu. Đấy là ở trong các cửa hàng store, hàng new. Còn nếu mà anh em mua hàng user đã qua sử dụng của vàng đúc ấy, thì nó loanh quanh khoảng 85 đến 90 triệu một cây Cartier vàng đúc. Tất nhiên là nó còn tùy thuộc vào cái độ mới của cây kính. Như cái này thì em không bán. Cái này nó cũng là một cây Unreal của Nhật. Và có một điểm đặc biệt, có lẽ là một buổi nào đó mình sẽ nói về cái vàng của Nhật và cái vàng của Ý. Có lẽ là nhiều người thì nghĩ rằng cái vàng của Nhật nó không đẹp. Bởi vì nghe đến Nhật là chúng ta có một cái trong cái tâm tưởng là chúng ta xính ngoại, xính Tây, xính đồ Tây. Và anh em thường thích ví dụ nghe đến cái này nó thương hiệu nó sản xuất ở Ý, anh em sẽ có một cái gì nó thích hơn là ở Nhật. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà những người anh em đi nhiều về nước ngoài thì anh em thường thấy những cái kiểm định của châu Âu ấy, nó rất là khắt khe, và nó khắt khe tất cả các mặt hàng, không chỉ kính ấy, nó khắt khe hơn với lại các nước khác ở trên thế giới. Riêng mặt hàng mua ở châu Âu thì các mặt hàng của nó là khá là chuẩn và cái tiêu chí chất lượng của nó rất là cao. Tuy nhiên, nếu mà anh em nào đã chơi về vàng của Ý và chơi về vàng của Nhật, có lẽ là mình sẽ mang một phiên nào đó mình sẽ mang một cây vàng đúc của Ý và một cây vàng đúc của Nhật mình lên để so sánh. Có lẽ là anh em sẽ thấy nhiều cái nó bất ngờ, vì những cây vàng của Nhật nó có độ đàn hồi nó tốt hơn, cái màu nó đẹp hơn. Và khi đơn giản, nếu như có những cái ví dụ mình dùng những cái sản phẩm hay là dùng những cái vật phẩm mình đánh trên cái cây kính để cho cái kính nó sáng lên, thì những sản phẩm về vàng của Nhật nó sẽ có độ đàn hồi nó tốt hơn so với lại cái độ đàn hồi của những cây kính của Ý. Nói như thế để anh em hiểu thấy những cây kính ba mảnh này rất là đơn giản. Nếu mà anh em đã thấy
Ở Việt Nam cũng rất là nhiều anh em mà thích những cây kính ba mảnh vàng đúc gọng to như thế này, và anh em đánh những cây kính nó 10K hay 18K. 18K thì thường sẽ bị sệ rất là nhanh bởi vì cái vàng của mình nó không đủ cái độ cứng. Còn nếu mà anh em đóng trên vàng 10K, vàng 10K thì thường được anh em đóng trên con kính Solex chữ H đấy. Bởi vì cây Solex, một cây Solex chữ H bây giờ mà một cây zin mà đeo được thì nó loanh quanh khoảng 200 triệu, mà thực ra là đối với cá nhân quan điểm của mình, cái này thì là cái quan điểm cá nhân thôi nhé. Quan điểm cá nhân thì một cây lắc cây vàng 1/25 vàng 14 có nghĩa là 25 phần trọng lượng thì có một phần vàng đấy, rất là nhỏ. Ví dụ như cây oen hay cây cơn thì nó là 1/10, có nghĩa là 10 phần trọng lượng thì có một phần vàng, đúng không ạ? Như thế là cái vàng của nó rất là ít, và những cái cây như thế mà đeo theo 5 tháng thì nó sẽ bòn rất là nhanh. Còn đối với những cây anh em thường đóng lại một cây vàng 10K nguyên khối của cây chữ H ấy, nó chỉ loanh quanh có 40 triệu nó rất là rẻ. Còn đối với một cây mà lắc kê vàng của cái Solex chữ H thì nó loanh quanh hẳn 200 triệu cơ. Một giá trị cây kính nó lại khác nhau, mặc dù là cái mắt của nó cũng có thể là lực thay, người ta chỉ có mỗi một cái gọng. Như thế thì thực sự nếu mà như với cá nhân mình là một người thực dụng thì mình chưa đủ tầm, để chưa có đủ cảm nhận để đeo, cảm nhận đến cái đẹp của những cái Solex. Hôm vừa rồi thì mình cũng có đeo một cây Solex và thực sự là mình không cảm tình lắm, bởi vì ví dụ đeo cây Ray Ban 4-5 triệu hay là những cây Diamond Heart, những cây tướng quân nó loanh quanh khoảng gần 20 triệu thì mình có cái cảm giác nó lịch sự và nó trang nhã hơn so với những cái kính Solex chữ H. Cái này là cái quan điểm chơi của mỗi người, có người thì chơi theo cái kinh tế của mình, có người thì chơi theo cái hữu dụng. Còn đây là quan điểm cá nhân của mình, còn mình không không đánh đồng với những cái việc anh em chơi như thế nào cả. Đây là cái quan điểm thôi. Thì cái vàng mà thường anh em mà đã làm ba mảnh ở Việt Nam, những cái vàng đúc rất là nhiều anh em trải nghiệm và thử nghiệm đấy, thì cái vàng của nó thì thường những cái bản lề hay là những cái ốc sau một thời gian nó sẽ long sòng sọc và nó sẽ bị sệ, bởi vì cái vàng của mình nó không đủ cái không hiểu tại sao những cái cây kính ở nước ngoài thì nó có một cái nguyên tố gì đó nó làm cho cái kính nó rất là cứng và nó rất là cơ động. Nó như các vật liệu kim loại titan hay là thép khác, nó rất là cơ động, nó không không bị sệ. Nhưng mà đối với lại những cái kính mà Việt Nam đúc ấy, xong rồi đóng ba mảnh này làm vàng bằng vàng đúc ở Việt Nam làm rất là dễ, nó không có gì khó cả, rất là dễ, bởi vì trên vật liệu vàng thì làm cực kỳ dễ luôn, nó không như những vật liệu khác. Tuy nhiên cái hiệu quả sử dụng của nó là không tốt, bởi vì sau dùng một thời gian là nó sẽ bị sệ, các cái bánh này nó dùng rất là chán, ngay cả những cái đầu ốc này nó cũng cũng không nó không được ăn nhập như này đâu. Thì ví dụ như những cây vàng Ý thì cái độ đàn hồi của vàng nó sẽ không bằng cái vàng những cái vàng này, những cái vàng của Nhật. Ở đây mình không không nâng cao quan điểm, bởi vì hôm nay cái phiên ngày hôm nay nó có hai cái kính của Nhật, mình không nâng cao cái quan điểm là bán những cây kính vàng đúc của Nhật, bởi vì mình đã bán rất là nhiều những cây kính vàng đúc của Ý, những cây Garcia mình bán đã rất là nhiều, và hiện nay mình vẫn đang còn một cây Garcia vàng đúc size nhỏ, size 58, size nhỏ và 42 triệu đấy. Hôm trước mình đã có lên rồi. Tất cả những cái mặt hàng của mình ở đây là khi mình dùng, mình mua về và mình có cái độ trải nghiệm và mình có tìm hiểu và có dựa trên cái những sử dụng mà mình có tìm hiểu qua cũng như là trao đổi cùng anh em thì mình nhận thấy những cái sự việc nó là như thế. Tất nhiên vàng của nó vẫn là vàng 18, khi phổ quang vàng nó vẫn là vàng 18, nhưng mà cái trong cái tiết tố và cái sử dụng của nó thì nó khác nhau như thế, chứ không phải là vì mình không phiên ngày hôm nay mình bán hai cây bán cây vàng của Nhật, mình nâng cao quan điểm của cây vàng của Nhật và đánh thấp cây vàng của Ý, mỗi cái nó có một cái hay riêng của nó. Thì đây là trên cái cơ sở mình đã mua một vài sản phẩm của vàng đúc của Ý và một vài sản phẩm vàng đúc của Nhật thì mình có cái trải nghiệm nó là như thế. Và đây cây Mickey này giá mình bán là 25 triệu, cây vàng đúc 18K, đeo rất là thanh và mảnh. Và thực sự khi mà chụp qua ảnh thì cái thanh này nó không được đẹp, nhưng mà khi mà nhìn ở ngoài thì cái nó nét của nó rất là sang trọng lịch sự, mà đặc biệt cái chuôi ve nhựa màu đá như thế này đeo lên mặt nó rất là lịch sự, đối với những anh trung niên, tuổi trung niên đeo rất là đẹp.
ngay cả bản thân mình thì đối với một cây kính như thế này thì đeo nó cũng hơi cứng tuổi hơn một chút, tuy nhiên đeo những cây Mickey này thì anh em cảm nhận là sẽ nhẹ nhàng và sang trọng hơn, bởi vì cái tiết tấu của nó là nó các thanh nhỏ nó làm cho cái nét thanh lịch nó tôn lên. Còn cái nét của cái này thì có lẽ là ăn mặc nó phải chỉn chu, anh em nhìn thấy cái vàng và cái thanh của nó thô nữa, thì có lẽ phải mặc những cái bộ quần áo nó lịch sự, nó đẹp hơn. Nếu mà đã chơi về những cây kính nó nhiều vàng thì anh em ăn mặc nó phải nó lịch sự, nó trang nhã hơn. Còn những cái cây này nó thanh lịch, nó nhẹ nhàng, nó dễ phối đồ hơn. Còn những cây này thì nói thật là so với độ tuổi như của mình là 37 tuổi thì thấy là nó cũng chưa được phù hợp, nhưng chẳng qua là mình thích một cây kính vàng đúc quá thì mình lấy mình đeo chơi. Thế còn nếu mà mình mua được cây Cartier thì có thể là mình sẽ bán cây Cartier trước, nhưng mà có lẽ chỉ bán trong một ngày, nếu mà không có giao dịch được thì mình sẽ dùng cây Cartier đó và mình sẽ bán lại cây này. Có thể là như thế, cây này giá nó mềm mại hơn, còn cây Cartier thì anh em biết rồi, cái giá nó loanh quanh trong cái tầm giá nó gần 80-90 triệu như thế thì nó rất là khó giao dịch. Cái đấy thì nó là tùy duyên thôi. Tiếp theo đó là một cây Oen. Cây Oen này thì hôm trước mình đã có bán hai cây, một cây 18 triệu và một cây 14 triệu đã giao dịch rồi, và cây này nó cũng là một cây có đồng giá tương tự, nó là cây 14 triệu. Ở phiên hôm qua thì mình đã có lên một cây kính cơn 21 triệu và cây kính đó thì chưa giao dịch. Mình biết rằng là đến mùa này thì là các sản phẩm về kính thì nó sẽ chậm hơn so với lại những cái sản phẩm kính râm, nó sẽ chậm hơn so với lại các sản phẩm về kính trắng, đặc biệt những cây kính vàng đúc như thế này. Những hôm vừa rồi mình giao dịch cũng khá là suôn sẻ, những cây kính vàng đúc mà cây 14K Garcia, cây 18K Mickey, cây xẻ cước, cây căng cước, còn cây này cây ba mảnh. Ở đây thì đây là cây Oen thì anh em biết rồi. Có lẽ là những anh em thường xuyên xem kênh của mình thì sẽ không cần phải giới thiệu nhiều. Có một cái đặc điểm của cái Oen là mình khi mình trải nghiệm thì cái áp mái chèo của những cây Oen so với những cây cơn thì có vẻ nó không được ôm bằng so với những cây cơn ở trên cái áp mái chèo như thế này, áp vào hai tai đấy ạ. Và khi mà mình đeo lâu thì mình có cảm giác hơi tức nhẹ một chút. Điều đấy có lẽ là nhiều anh em trải nghiệm thì sẽ biết. Những cây kính nào nó hay, nó có cái tác dụng hay là có những cái nhược điểm gì mình thường phân tích trên này thì để anh em thấy được những cái ưu cái nhược. Tất nhiên nếu trong cái tầm giá mà mình chỉ có tầm tiền như thế này và nhu cầu mình chỉ sử dụng như thế này thì mình sẽ chọn những cây nó phù hợp đối với lại tài chính của mình hơn. Cây Oen với cây cơn thì trông đeo lên mặt thì nó khá là giống nhau, nhưng mà khi mà anh em cầm riêng thì hai cái sản phẩm nó ở trên tay thì anh em sẽ thấy cái sự khác biệt của nó khá là nhiều. Và những cây cơn thì đeo có vẻ nó, đối với cá nhân mình thì mình thấy nó có vẻ nó duyên hơn một chút so với lại những cây Oen. Lên phiên Oen mà lại lên phiên cây Oen mà lại chê cây Oen thế này thì làm sao bán được cây Oen không biết. Cái này thành vách còn khá là đẹp, chữ còn rất là đẹp, thành vách nước vàng rất là đẹp. Chuôi hơi màu ngà một chút. Có lẽ là cái sản phẩm này hôm trước thì khá là nhiều anh em Quảng Ninh ưa thích. Chữ nghĩa con này vẫn còn rất là nét. Và hy vọng là được giao dịch với anh em Quảng Ninh chiếc kính Oen như thế này. Hai chiếc trước thì một chiếc về Hải Phòng, một chiếc lên Lạng Sơn rồi. Thời gian gần đây thì do có nhu cầu của nhiều anh em có cái nhu cầu ở cái mức tài chính nó loanh quanh khoảng từ 10 đến 25 triệu thì mình đã mang những cái sản phẩm ví dụ như kính Oen, kính cơn trong cái tầm giá đó để phục vụ anh em. Tất nhiên là mùa này thì giao dịch nó sẽ là khó hơn so với lại cái thời điểm trước. Thời điểm trước là anh em thấy mình giao dịch những cây kính này rất là nhiều và rất là nhanh. Thời điểm này thì nó chậm hơn, bởi vì anh em biết rồi, những cái thời điểm này là gần Tết thì thường ai ở nhà cũng có việc hoặc là có những cái việc riêng, thường thu tiền về nhiều hơn là so với lại những cái tháng trước anh em chi tiêu. Cái điều đấy thì ai cũng biết, tuy nhiên gặp những cái sản phẩm nó hợp lý thì mình vẫn mua về, kể cả là việc hàng tồn hay là không tồn thì mình cái việc đấy mình cũng không lo lắng, bởi vì những cây kính như thế này thì gặp được thì có duyên thì cứ mua thôi, còn khi nào nó
có duyên thì bán được, còn không thì nó vẫn nằm đấy, nó giá trị nó vẫn nằm đấy, mình cũng không phải lo. Vâng, xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn.